Xin chào các bác. Hôm nay tôi xin chia sẻ về bệnh viêm hồi tràng xảy ra ở trên heo. Nếu bác nào đã chăn nuôi lợn rồi thì chắc chắn sẽ gặp bệnh này, nhất là vào thời tiết mưa ẩm. Nguyên nhân gây bệnh: bệnh do vi khuẩn nội bào gây ra, lây lan qua đường miệng, thường xảy ra trên heo sau cai sữa đến xuất bán. Heo thường tiêu chảy, ảnh hưởng đến năng suất hoặc có thể gây chết nếu ở thể cấp tính. Có 3 thể gây bệnh khác nhau: thể cấp tính, phân có màu đen; thể mãn tính, gây tiêu chảy, phân sống; và thể tiềm ẩn, hấp thu thức ăn kém. Bệnh sẽ xuất hiện rải rác trong đàn heo thịt, từ 15 đến 20% số lượng heo trong đàn sẽ bị nhiễm bệnh. Tác hại của bệnh viêm hồi tràng: viêm hồi tràng ít khi ở thể cấp tính, vì vậy tỷ lệ heo chết do bệnh này không cao. Bệnh nằm ở cuối ruột non nên ảnh hưởng tới khả năng hấp thu dinh dưỡng của heo. Bệnh thường xảy ra ở thể tiêu chảy và cận lâm sàng, do vậy thường thiệt hại như giảm tăng trọng hàng ngày ADG, tăng tiêu tốn thức ăn FCA, heo nhẹ cân, heo bị tiêu chảy, đi phân sống lác đác trong chuồng, tăng chi phí thuốc thú y. Khi bị bệnh, heo sẽ có triệu chứng như thể cấp tính, chết heo trong vòng 48 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng đi phân ra máu màu đen, thường xảy ra ở heo lớn và heo nái, heo xanh xao, nhợt nhạt, suy nhược, chậm lớn, ăn kém, heo ít vận động, nái có thể bị sảy thai nếu ở thể cấp tính. Thể cấp tính có triệu chứng rất giống với bệnh hồng lỵ trên heo. Thứ hai, thể mãn tính, thường xảy ra trên heo sau cai sữa đến 20 tuần tuổi. Tiêu chảy lác đác trong đàn, tỷ lệ chết khoảng 1-5%. Tiêu chảy phân màu nâu đen, xám đen, mất nước, lông thô và cứng. Heo biếng ăn, tăng trọng kém, sụt cân, FCA kém. Heo mắc bệnh dễ chuyển qua bệnh hô hấp. Hầu hết heo phục hồi sau 6-8 tuần. Số con không phục hồi được thường còi, không phát triển được. Thứ ba, thể tiềm ẩn, có triệu chứng không rõ ràng, heo tiêu chảy nhẹ, khó thấy, không ai để ý tới, phân ly đàn, xuất hiện nhiều heo nhẹ cân, FCA tăng cao. Bệnh viêm hồi tràng có thể được xác định qua mổ khám, xem hồi tràng có dày lên hay không, cắt mô xem dưới kính hiển vi, dựa vào triệu chứng lâm sàng và PCR. Cách phòng và điều trị bệnh viêm hồi tràng: nên nuôi heo thịt cùng trọng lượng, cùng độ tuổi trong cùng dãy chuồng. Cho heo ăn thức ăn có thuốc như tidozin, lancomycin, tiamonin, valosin để phòng bệnh. Cho ăn từ 2 đến 3 tuần trên một lần.